Sáng ngày hôm qua 27 tháng 10, tại hội trường tỉnh ủy Tây Ninh đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Nét đẹp sân trường và lễ tuyên dương danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện, sinh viên năm tốt năm học 2018-2019. Chương trình do tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức, đến dự có ông Lý Trung Đông, phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Vừa qua hàng trăm thí sinh ở dòng sơ tuyển, 14 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào tranh tài tại dòng chung kết cuộc thi Nét đẹp sân trường. Với chủ đề Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các thí sinh đã trải qua hai phần thi chính thức, gồm phần thi năng khiếu và phần thi ứng xử. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn năng khiếu truyền thống như hát múa, trình diễn thời trang, các thí sinh còn mang đến cuộc thi những năng khiếu riêng biệt của mình như kỹ năng hùng biện, thuyết trình, nói chuyện trước công chúng. Kết thúc hội thi, giải nhất đã thuộc về thí sinh Võ Hương Trạm My, đơn vị quyền Cò Dầu, giải nhì thuộc về thí sinh Lê Mỹ An, đơn vị quyền Bến Cầu, và hai giải ba thuộc về các thí sinh Nguyễn Chí Tính, đơn vị quyền Cò Dầu và Trần Hồng Lạc, đơn vị quyền Tân Châu. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ khác như giải thí sinh có phần thi năng khiếu hay nhất, thí sinh có hoạt động cộng đồng được bình chọn nhiều nhất, thí sinh có phần ứng xử hay nhất. Dịp này, tỉnh đoàn Tây Ninh cũng đã tuyên dương 17 thanh niên đạt danh hiệu học sinh 3 tốt, 3 thanh niên đạt danh hiệu học sinh 3 tràn luyện, một tập thể và một cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Đây đều là những điển hình xuất sắc trong các hoạt động học tập, rèn luyện, lao động của học sinh, sinh viên tỉnh nhà năm học 2018-2019.